sau đây là cách hướng dẫn vo gạo. Đầu tiên, các bạn cho một lượng gạo đủ dùng vào trong nồi. Sau đó vo bằng nước sạch. Cuối cùng thì chúng ta cho một lượng nước đến khi tổ tiên chúng ta mất bảo là dừng lại và cho lên nồi cơm điện cắm cơm. Xin hết.